tướng Ngô Đình Diệm và bảo đệ cùng toàn thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, được tổ chức tại nhà hàng Viễn Hương, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia vào 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2012, với hơn 200 đồng hương tham dự đến từ Georgia, South Carolina và Alabama. Trong hội trường còn có sự hiện diện của Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam Georgia, Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, các hội ái hữu đồng hương, các hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội đồng Mục vụ Hai Giáo sứ Việt Nam tại Ireland. Mở đầu sau nghi lễ chào quốc kỳ, phút mặc niệm và dâng hương là văn tế do chính tác giả ông Phạm Hồng Thanh diễn đọc, nhắc lại công đức của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tự do và lòng biết ơn của dân tộc trước các ơn nghĩa đó. Kế tiếp, trong diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Hữu Hy nói lên ý nghĩa lễ tưởng niệm lần thứ 49 và lời cảm ơn của ban tổ chức. Chúng tôi xin có đôi lời cảm ơn đến tất cả quý ân nhân đã giúp cho ban tổ chức chúng tôi thực hiện được buổi lễ hôm nay. Sau đó, ban tổ chức mời một số tham dự viên lên chia sẻ kỷ niệm và lòng kính yêu cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cái khóa mà đầu tiên người nhái của Đô Lan về thì Tổng thống đã biết là kêu vô trình diện thì vào trình diện với cái bộ ngực trần, đưa hai cái bù ra đó, gọi là hai cái bù á, cây lên được lắm, cói được lắm, nhưng mà thua mấy cái thằng lính tàu cũng nói là Đài Loan. Thành rõ ràng chúng tôi rất là hãnh diện khi được chọn vào trong cái lực lượng này. Thành thử hôm nay là nhân dịp cái ngày tưởng niệm của cụ, chúng tôi là những cái đơn vị của cụ thành lập, chúng tôi luôn luôn nhớ đến cụ. Khi ngài nói những cái điều gì chúng tôi luôn luôn để trong cái tâm cảm của chúng tôi, thì chúng bao giờ quên được. Nếu cái đất nước Việt Nam, miền Nam Việt Nam, nếu còn tổng thống Ngô Đình Diệm thì chúng ta không ngồi tại nơi đây. Xin kính chào. Thưa anh, tôi được biết từ nhiều năm nay anh vẫn đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm, lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu và các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Hẳn như anh có một cái tấm lòng nào đặc biệt đối với cố Tổng thống và các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh phải không ạ? Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả đài SBTN. Thưa đầu tiên, đó là cái đạo lý của người Việt mình, đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như quân dân cán chính là những người đã hy sinh cho cái nền đệ nhất Cộng Hòa, cũng như là hy sinh để bảo vệ cái lãnh thổ miền Nam Việt Nam, bảo vệ cái tự do dân chủ cho đồng bào của chúng ta. Tiếc rằng nó không có được trọn vẹn, tuy nhiên là người chúng ta phải nhớ ơn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã có trái tim yêu nước, yêu dân rất là nồng nàn. Dạ, kính thưa anh, bây giờ như tôi vẫn thấy có nhiều người nói rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là người gia đình trị rồi đàn áp Phật giáo, thưa anh nghĩ như thế nào ạ? Thứ nhất là nói về gia đình trị thì chúng ta phải nhìn nhận cái bối cảnh của lịch sử lúc đó như thế nào. Nó cô đọng trong câu trả lời thì tôi chỉ yêu cầu quý vị để phải soi lại cái hình ảnh đất nước, cái thực tế của đất nước vào cái giai đoạn đó. Thứ hai là chúng ta coi cái hiệu quả mà gia đình trị, gọi là gia đình trị thì chúng ta thí dụ như thế ông Ngô Đình Cẩn đi, không gia đình trị thì là ông Hà Thúc Ký, ông ta đã thả hết tù nhân, trong khi đó ông Ngô Đình Cẩn đã bắt rất nhiều là tù nhân và đã đem, sở dĩ nhờ như vậy mà ổn định được. Vậy cái gia đình trị là cái gì? Là người ta làm được việc, chúng ta phải thấy, chứ không phải là gia đình trị đem vào để thu vén tài sản của đồng bào giống như bọn cộng sản đã làm hiện nay. Thì chúng ta thấy phải đánh đổi là cái hiệu quả đó thì chúng ta mới hiểu được cái chất của gia đình trị. Còn không thì chúng ta cứ nói mãi gia đình trị mà chúng ta thật sự không muốn tìm hiểu. Dạ thưa, còn cái vấn đề mà đàn áp Phật giáo ạ? Dạ, đàn áp Phật giáo đó là vì cái quyền lợi của tập đoàn của Mỹ, người ta muốn như vậy thôi. Chứ còn làm sao có thể nói là đàn áp Phật giáo được? Bởi vì ngay như cái phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng bị giấu nhẹm đi để đảo chánh rồi mới sau này mới đưa ra, thì cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là không có thể có được điều đó. Hơn nữa quê tôi ở Thâm Sơn Cùng Cấp mà cũng vẫn xây dựng chùa chiền được bình thường, và cái số lượng chùa của Phật giáo khi Tổng thống Ngô Đình Diệm làm nó phát triển lên đến gần 2.000 ngôi chùa, thì điều đó chúng ta thấy rất là vô lý khi nói rằng đàn áp Phật giáo. Lễ tưởng niệm được kết thúc vào hồi 6 giờ chiều cùng ngày sau phần văn nghệ.